chị cứ quay đi, chị cứ chủ động. Sau cái bước mà massage bằng dao lô hộ thì bắt đầu mình sẽ lau sạch đi. Cái này là nhà sản xuất người ta đã định lượng cho mình sẵn rồi, mình không phải pha trộn như là những các cái sản phẩm kia. Một lọ một tít. Bây giờ nha, bắt đầu quay nha. Bác mới chở được là khô này, rồi mình sẽ chơi chung. Xin chào tất cả các chị yêu quý của em. Hôm nay thì có chị Nga, chủ spa ở trên Bắc Giang, ở thành phố Bắc Giang thì đến văn phòng của Huế để test sản phẩm cũng như là được chuyển giao công nghệ để có thể đưa những cái sản phẩm của Huế về tại spa của chị điều trị cho khách hàng. Thì những cái chị nào khách hàng ở tại khu vực Bắc Giang, Lạng Sơn hoặc là những cái khu vực lân cận thì chúng ta có thể là trực tiếp qua spa của chị Nga để có thể trải nghiệm sản phẩm cũng như là giúp cho chúng ta lấy lại được cái nét thanh xuân bằng những cái sản phẩm vô cùng là giá trị này nha. Đây, bên kỹ thuật viên bên Huế thì đang trộn cái bột tảo này. Đây là cái liệu trình vi kim đầu tiên mà chị Nga điều trị với cái liệu trình vi kim này. Thì đây, mọi người nhìn nhé. Đây là cái cách mà trộn tảo với AHA và BHA. Chúng ta sẽ phải để bát trổi khô, sau đó thì đánh nhẹ lên nhé các chị nhé. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ bôi lên trên mặt của khách. Ở đây thì chị Nga là da của chị thì rất là đẹp, ở bên ngoài thì da rất là đẹp. Đó, sau đó thì sẽ bôi lên trên mặt mình. Chị thấy hơi sót không? Chưa thấy sót đúng không? Rất là trắng ạ. Đó, các chị có thể nhìn cái quy trình mà làm cái vi kim nano công nghệ mới với cái cách điều trị này thì đối với những cái da mà lão hóa này, những cái da mà đang mỏng đỏ yếu hoặc là đối với những da mà đang cần điều trị về nám mụn, thâm, tàn nhang thì đều có thể sử dụng được cái liệu trình này. Dạ, em chào chị Hiền Lê, em chào chị Đinh Nga, em chào chị Phan Tú Anh, em chào chị Đặng Dung. Em chào các chị yêu quý của em. Hôm nay thì em mới livestream không thông báo trước và cũng hơi sớm một chút đúng không ạ? Đó, bởi vì là chị Nga thì đến đây từ lúc hơn 7 giờ và nhưng mà bên văn phòng em thì 8 giờ mới làm việc nên là chị phải chờ mất nửa tiếng và bây giờ thì chị đang được bên em chuyển giao công nghệ để có thể là sử dụng cái sản phẩm vi kim cũng như là các dòng sản phẩm của December tại spa của chị. Đó. Các chị yêu ơi, ở đây có ai ở Bắc Giang thì chúng ta có thể trực tiếp qua spa của chị Nga ở tại Bắc Giang để có thể được trực tiếp chị Nga sẽ hỗ trợ cho các chị xử lý những cái vấn đề liên quan đến nám mụn tàn nhang đồi mồi hoặc là những cái vấn đề liên quan đến da lão hóa các chị yêu ha. Đây là một cái liệu trình mà chị Nga sẽ trải nghiệm ở văn phòng của em Huế, nhưng mà hôm nay thì bên em sẽ chuyển giao toàn bộ những cái công nghệ sản xuất ở sản phẩm với các chủ spa cho chị Nga. Tức là ở spa của chị Nga thì sẽ có đầy đủ tất cả những cái liệu trình từ vi kim này, từ vàng lá này, từ oxy tươi này, rồi là những cái sản phẩm V-Line và tất cả những cái sản phẩm liên quan đến trị liệu chuyên sâu làm trắng nha các chị yêu ha. Dạ, em chào chị Đinh Nga, em chào chị Nguyễn Hiền, em chào các chị yêu của em.
Đó, bây giờ là buổi sáng và hôm nay thì ở thời tiết Hà Nội rất là mát, thì em đang chuẩn bị chào đón một chị khách hàng cũng là chủ spa ở tại Đà Nẵng, thì đang hiện nay thì đang trên đường từ sân bay qua văn phòng, nên là em sẽ tranh thủ em sẽ livestream trước cho chị Nga, để chút nữa thì có chị chủ spa ở Đà Nẵng qua thì còn đủ thời gian để có thể là trải nghiệm sản phẩm tiếp. Chút nữa lại có cái chị Mai Anh Tuấn đến làm vàng ấy nhỉ. Đó, các chị yêu ha, đây em ơi. Bữa nay là em đã làm được cái liệu trình vi kim là đến buổi thứ xem nào, em Huế đã làm liệu trình vi kim được hôm bữa là thứ bảy này, chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Hôm bữa rồi là em vừa mới làm xong cái liệu trình vi kim ở thứ hai, ở trong cái bộ thứ hai ở trong liệu trình vi kim, và em cũng sau 3 ngày thì em đã xử lý da mặt này, và em đã sử dụng thêm cái bộ ủ trắng. Thì chị thấy là da của em rất là căng và rất là bóng đúng không ạ? Ở ngoài thì chị Nga nói rằng là ở ngoài thì em da sáng hơn trong livestream và da thì em bóng hơn, đẹp hơn so với trong livestream đó, bởi vì chị Nga cũng thường xuyên theo dõi cái livestream của em Huế. Thế nhưng mà chị nói rằng là ở ngoài thì trắng hơn, đẹp hơn, đẹp hơn đẹp hơn trong livestream nhiều, nhìn thực tế đẹp lắm. Dạ tôi cũng đẹp vừa vừa chị, không đẹp quá lại chồng không cho đi làm. 40 rồi đó, các chị yêu của em. Dạ em chào chị Thùy Trang, em chào các chị yêu. Đây hiện nay thì em đang quay trực tiếp là chị Nga chủ spa ở trên Bắc Giang đang đến văn phòng để Huế chuyển chào tất giao cả công chị nghệ. em. Dạ chị Nga chào tất cả các chị em mình ạ. Dạ chị Huế nay xinh hơn trước nhiều lắm. Dạ em cảm ơn chị Hiền Lê nhiều nha. Chị xài cái dòng sản phẩm December này một thời gian, các chị cứ xài cho em tầm khoảng 5 đến 6 tháng như em ấy, thì là da của các chị nó sẽ có sự cải thiện rất là đột biến luôn các chị yêu ha. Đó, đây sau khi mà dùng cái bột vi tảo và cái AHA và BHA thì chúng ta sẽ ủ ở trên mặt tầm khoảng 5 cho đến 7 phút. Thì đối với khách hàng mà da đang bị mỏng đỏ yếu hoặc da đang trong cái quá trình điều trị thì chúng ta sẽ để trên mặt của khách hàng tầm khoảng 5-7 phút thôi. Còn đối với khách hàng mà da khỏe, sừng hóa nhiều hoặc là những cái da mà đang bị thâm mụn thì chúng ta sẽ để tầm khoảng 10 phút ở trên da mặt của khách hàng. Đó, để làm sao lấy bóc tách hết toàn bộ cái lớp mà thâm do mụn để lại, hoặc là bóc tách hết toàn bộ cái lớp sừng hóa của cái da đó đi. Sau đó thì chúng ta sẽ dưỡng bằng cái sản phẩm là tế bào gốc. Đó. Bữa nay thì em mới muốn giới thiệu cho các chị cái dòng sản phẩm tế bào gốc mới. Cái dòng sản phẩm tế bào gốc mới này thì em đang test test được khoảng 1 tuần nay rồi. Thế nhưng mà rất là hiệu quả, vô cùng là hiệu quả. Các chị chỉ cần sử dụng nhé, một cái dòng sản phẩm này, một lọ sản phẩm này thôi. Cái nền của cái sản phẩm cũ của nó ấy, cái nền của sản phẩm tế bào gốc này ấy, thì cái loại này của nó, nền của nó là làm bằng cái công nghệ là nước. Nước sau đó thì là sẽ mix những cái peptide và những cái mà những cái thực và thành phần thực vật ở trong cái sản phẩm này. Nhưng mà cái nền của cái sản phẩm mới mà em muốn giới thiệu cho các chị á thì được mix bằng cái thực vật, tức là được cái nền của nó là mix bằng thực vật, thế nên là cái công nghệ cũng như là tất cả những cái hiệu quả của nó thì nó sẽ nhanh hơn so với cái dòng tế bào gốc màu nâu. Đó, thì nhưng mà cái dòng này thì em đang để chờ xem là khi mà giá về Việt Nam thì nó hơi bị cao một chút. Nó sẽ rơi tầm khoảng hơn 300 ngàn một chai. Nhưng mà một chai này thì chúng ta có thể sử dụng cho tất cả các liệu trình, ví dụ như là da bị lão hóa này, da bị nám này, da bị đồi mồi này, da bị nhăn này, da bị chảy xệ này, hoặc là da bị mụn hoặc điều trị thâm sau mụn, thì đều có thể sử dụng một cái lọ sản phẩm này thôi là nó sẽ điều trị được hết toàn bộ. Và trong này của nó chứa cái nền thực vật và cộng với 12 cái peptide vô cùng là quý. Thì đối với ở bên Hàn Quốc ấy, là những cái ngôi sao mà trước khi mà người ta đi sự kiện ấy, là người ta sẽ sử dụng cái dòng tế bào gốc này trước tầm khoảng 3 cho đến 5 ngày để tạo hiệu ứng là da nó sẽ căng bóng và nó rất là trắng. Và đối với những cái cô dâu mà chuẩn bị về nhà chồng ấy thì người ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này dưỡng da trước tầm khoảng nửa tháng thì da rất là đẹp. Đấy là cái dòng sản phẩm tế bào gốc này nó đang rất là hot ở bên Hàn Quốc. Và em cũng mới nhận được cái sản phẩm này khoảng gần 10 ngày nay thôi. Nhưng mà cái số lượng về thì nó không được nhiều. Nó không được nhiều, nó có khoảng 1.000 hộp như thế này. Nên là em cũng sẽ phải ưu tiên chia cho các spa và các thẩm mỹ viện trước. Thì nếu như dư một chút nào đó thì em mới chia được cho bên bán lẻ. Đó, thì nếu như các chị mà sử dụng cái liệu trình này thì đối với spa và thẩm mỹ viện, hoặc đối với những cái da mà mỏng đỏ yếu, da thường xuyên bị kích ứng, hoặc là cái da mà mùa hè chúng ta sử dụng cái tế bào gốc A cộng ấy mà chúng ta thấy nó bị bóng quá, các chị có thể
thể chuyển sang sử dụng cái dòng tế bào gốc mới này. Cái này gọi là cái cell cộng B cell. Cái dòng sản phẩm mới này thì sử dụng thì nó sẽ không có cái độ bóng giống như là cái A cộng, nhưng mà khi mà các chị thấy không, các chị thấy lại khi mà em sử dụng thì nó vẫn có độ bóng, nhưng mà cái bóng của nó không tạo thành cái độ bóng dầu, và nó làm cho cái da chúng ta nó khỏe lên rất nhiều so với trước đây. Đó, thì đối với cái da nào mà dễ bị kích ứng thì các chị sẽ chuyển sang sử dụng cho em cái dòng tế bào gốc nền thực vật như thế này nha các chị nha. À, của chị là để được mấy phút đấy nhỉ? 3 phút đúng không? Dạ, em chào các chị yêu của em. Buổi sáng hôm nay thì rất là đẹp trời. Không biết ở trong Sài Gòn, Hồ Chí Minh và các tỉnh khác thì thời tiết như thế nào, nhưng ở tại Hà Nội thì hôm nay rất là đẹp trời luôn. Và như thế này này, với cái dòng sản phẩm tế bào gốc mới này thì có thể là tối nay hoặc là ngày mai em bắt đầu là em sẽ livestream để em giới thiệu kỹ hơn cho các chị về cái dòng sản phẩm tế bào gốc mới này. Và em sẽ tặng cho tầm khoảng 10 chị để có thể trải nghiệm được cái dòng sản phẩm mới này nhá. Em sẽ tặng cho khoảng 10 chị trước và 10 spa. Có nghĩa là em sẽ tặng khoảng 20 lọ cho 10 spa để sử dụng cho khách hàng trong cái quá trình điều trị da cho khách, và em sẽ tặng cho 10 chị khách hàng lẻ để các chị có thể trải nghiệm được cái dòng sản phẩm mới này. Theo như em đánh giá thì cái dòng này nó rất là nhanh, bởi vì là em ví dụ như em sử dụng sản phẩm, cái nền da của em cơ bản nó đã ok rồi, nhưng mà khi mà em sử dụng cái sản phẩm này thì chỉ hôm trước hôm sau thôi là cái da của em nó khác hoàn toàn. Có nghĩa là nó sáng, nó bóng, nó căng, nhưng mà nó cảm giác như nó căng kiểu như là đủ dinh dưỡng á, nó đủ chất, đủ dinh dưỡng á, chứ nó không bị căng theo cái kiểu là bóng dầu hay là kiểu dạng ngậm nước già. Thế nên là khi mà sử dụng những cái sản phẩm tế bào gốc này thì nó vô cùng là hiệu quả. Và em sẽ có thể là chưa biết được buổi tối ngày hôm nay hoặc là ngày mai em sẽ livestream để em giới thiệu kỹ hơn về cái dòng sản phẩm tế bào gốc này cho các chị. Và em sẽ tặng cho chị ưu tiên cho 10 chị trước để cho các chị có thể là sử dụng và trải nghiệm cái dòng sản phẩm này và cho em ý kiến, cho em đánh giá trước khi mà em nhập trực tiếp cái sản phẩm này về Việt Nam. Và cái thứ hai nữa là em sẽ cho 10 spa để trải nghiệm và đánh giá cái sản phẩm này, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khách quan hơn về tất cả những cái dòng sản phẩm này trước khi mà sản phẩm được về Việt Nam chính thức nha các chị nha. Khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm Vikin thì nó có một cái đặc điểm là các chị sử dụng cái dòng sản phẩm Vikin này thì nó rất là hiệu quả. Tặng em với chị nha. Dạ ok chị, em sẽ chơi, tại vì là ở đây thì có rất là nhiều chị cũng muốn trải nghiệm những cái sản phẩm mới, thế nên là em sẽ có thể là em sẽ thực hiện một cái mini game, một cái mini game để tặng quà. Thảo ơi, Thảo lấy cái hộp mà cá nhân với cả cái hộp mà to ra đây cho tôi cả. Đấy, cả cái đấy, cái hộp to đấy cộng với cái sách cá nhân kia. Đây, cái này của nó là 7ml, những cái nền của nó là nền thực vật nên nó màu xanh. Còn cái mà màu nâu ấy, các chị giờ vẫn đang nhìn thấy ấy, thì nền của nó là nền, đây, cái nền này của nó thì là nền dạng nước, thế nên là nó màu trắng. Thì hai cái nền này nó khác nhau, nên là làm cho và trong cái tế bào gốc này của nó thì nó sẽ như thế này. Một bộ nguyên bản ở bên Hàn Quốc về ấy, một bộ nguyên bản ở bên Hàn Quốc về thì nó sẽ gồm có một hộp 10 lọ như thế này. Đây là size của spa. Ôi trời ơi, chết rồi, sao chị để gọi điện vào lúc này, quên mất. Đây là da em đẹp quá, dạ em cảm ơn chị Hiền Lê. Đây nhá chị nhá, đây là size của spa nhá các chị nhá. Size spa thì nó sẽ có 10 hộp như thế này, và trong mỗi một hộp như thế này thì nó sẽ có như thế nào. Thứ nhất là nó sẽ chia tách riêng. Ôi em này nhá, em xe các trang chị này. Nó sẽ chia tách riêng mỗi một lọ như thế này, thì nó sẽ gồm có một lọ tế bào gốc và một cái ống, một cái nắp như thế này, một cái lọ tế bào gốc và một cái nắp như thế này nha các chị yêu nha. Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng mà mỗi một cái thì sẽ riêng lẻ, và đặc biệt là nó được đựng trong một cái hộp như thế này rất là sang chảnh xịn sò. Ở trong cái hộp này thì nó mỗi một cái lọ này thì nó sẽ ghi đầy đủ tất cả những cái thành phần đặc biệt của nhà sản xuất cũng như là tất cả những cái thành phần của sản phẩm. Nó vô cùng là sang chảnh luôn. Thì cái này của nó thì để trong cái nắp, mỗi một nắp thì nó sẽ được để trong cái hộp như thế này, thì nó sẽ đảm bảo về cái khâu vệ sinh an toàn. Ví dụ như là chúng ta sử dụng trong cái spa ấy, thì trong tất cả các liệu trình như là lăn kim này, phi kim này, sử dụng trong liệu trình laser này, sử dụng trong cái liệu trình mà khi mà bóc tách da để bóc tách chân nám, hoặc là sử dụng trong cái việc mà tiêm cấy để giúp cho da chúng ta nó chống lại cái quá trình lão hóa, thì chúng ta đều có thể sử dụng cái bộ sản phẩm này. Và đặc biệt là cái tế bào gốc này thì em thấy nó vô cùng là hiệu quả. Em sử dụng ví dụ như là em mới sử dụng có khoảng một tuần nay thôi, em test mới khoảng một tuần nay cái sản phẩm này thôi mà da của em hẳn luôn.
cái đợt vừa rồi vi kim vừa rồi á, cái đợt vi kim vừa rồi là em đã test bằng sản phẩm này. Sau khi vi kim cái đợt thứ hai vừa rồi thì em test bằng cái sản phẩm tế bào gốc này, thì với cái nền thực vật này thì em thấy cái hiệu quả của nó nhanh hơn so với cái sản phẩm cũ. Đó, nó nhanh hơn, tức là em không có nói về cái chất lượng nó tốt hơn đâu nha, không có nói chất lượng tốt hơn nhưng mà nó nhanh hơn. Và một cái loại sản phẩm này thì nó có số 12 tầng đều thì chị sử dụng lấy một nửa tháng thì chị mới sử dụng hết một loại này cho em. Chúng ta sẽ bôi ít thôi, chúng ta sẽ không có bôi trong cái liệu trình này mình dùng cả cái này không? Đó, thì nó sẽ có hai size. Một cái size này là size to, là size của số 3, là gồm có 10 sản phẩm, 10 bộ sản phẩm như thế này. Và một cái size nhỏ là size cá nhân. Thì với cái size này của nó thì nó sẽ gồm có 4 loại sản phẩm. Nếu như chị nào mà lấy vi kim, đây, nó có 2 size như thế này. Nếu như cái mà chị nào lấy vi kim mà, thì chúng ta có thể lấy kèm theo 1 đồng đều này, 4 loại sản phẩm cho em nha. Lối lông nhân to là nó có hết không? Chúng ta sẽ lấy 10 lọ như thế này. Hoặc chị nào mà sử dụng nhiều thì lấy cho em là 10 lọ như thế này. Chờ chút nha để em có thể quay tiếp cho các chị. Hôm nay phát cứ quên mất không hack Zalo, không hack khách hàng, thành ra là đây ạ. Em sẽ quay trực tiếp cho các chị để các chị nha, các chị xem là khi mà đây là chị Nga bắt đầu vào cái quy trình mà bắt đầu peel ra. Ở đây thì kỹ thuật viên bên em Tú đã sử dụng cái chai dầu Grip Oil ấy để bôi lên trên bề mặt da của chị sau khi ủ cho da của chị tầm khoảng 10 phút rồi. Thì da của chị Nga bây giờ đang bắt đầu trong cái quá trình peel. Các chị thấy rõ là khi mà sử dụng cái liệu trình này thì chúng ta sẽ ấn nhá. Các chị lưu ý cho Huế nhá. Chúng ta sẽ ấn nha các chị nha. Chúng ta sẽ không có xoay da đâu ạ. Mà chúng ta sẽ ấn nhẹ như thế này. Thì khi mà ấn đến đâu ấy thì cái lớp sừng nó sẽ được bóc tách đến đấy. Mà cái gel, cái này của nó không phải dạng gel. Nếu bình thường nó là dạng gel thì các chị giao rằng đấy là cái lớp gel được đẩy ra chứ không phải lớp da chết. Nhưng mà ở đây nó là dạng dầu. Thế nên là cái dầu thì nó sẽ không được hoạt hóa ở trên bề mặt da như thế này. Chính vì thế nên là đây là chính là cái lớp da chết và cái lớp sừng hóa ở trên bề mặt da của các chị được lấy ra ngoài. Và chúng ta sẽ ấn theo điểm như thế này. Chúng ta sẽ ấn theo điểm như thế này để làm cho cái da của chúng ta nó sẽ dần dần nó bong dần ra. Và chúng ta nhớ nhé, da nào khỏe thì các chị sẽ để cho em tầm khoảng 10 phút. Còn đối với da nào mà yếu thì chúng ta sẽ sử dụng tầm khoảng 5 cho đến 7 phút thôi các chị yêu ha. Chị Lê ơi ở trên Bắc Giang đây, chị Nga là chủ spa ở trên Bắc Giang này. Chị chỗ nào ở Bắc Giang? Chị ở 177 Trần Quang Khải. 177 Trần Quang Khải, Bắc Giang. Chị Lê có thể qua trực tiếp chị Nga này để chị Nga có thể làm cho chị này kỹ thuật mấy cả quy trình nó sẽ chuẩn hơn là so với việc mình làm ở nhà đó chị nha. Đây, các chị nhìn này, rõ là cái da Trần. Đây, các chị nhìn thấy này, cái bên này. Tú cho khách hàng xem cái da chết. Các chị đã nhìn thấy cái da chết chưa ạ? Đấy. Rồi ok các chị. Lát nữa chỗ mặt thì các chị sẽ nhìn được nó nhiều hơn ạ. Đúng rồi, ở trên phần trán thì các chị nhìn nó sẽ khó hơn một chút, nhưng mà phần mặt thì các chị sẽ nhìn rõ hơn. Thì với cái liệu trình này là với khách hàng ấy là da bị nám này, da bị tàn nhang, đồi mồi, da bị mụn, da bị lão hóa hay là da mà cần làm trắng thì đều các chị đều có thể sử dụng được cái liệu trình này hết. Và chúng ta sẽ sử dụng cái liệu trình này, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cho em cái tế bào gốc. Nếu như chị nào mà ngại sử dụng nhiều loại tế bào gốc thì chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc dòng mới, dòng cái nền thực vật màu xanh mà em đang sử dụng ấy, em đang test ấy. Trời ơi, test khoảng một tuần thôi nhưng mà da nó đẹp kinh khủng các chị ạ. Da nó đẹp nhanh lắm, nó không có lâu, nó không có chậm giống như là dòng cũ. Thế nên là đối với những cái sản phẩm này ấy, thì khi mà các chị sử dụng thì các chị hoàn toàn yên tâm là em Huế cứ tầm khoảng 1-2 tháng em sẽ update cho các chị những cái dòng sản phẩm mới về và những cái dòng sản phẩm hot nhất về công nghệ thẩm mỹ ở bên Hàn Quốc nha các chị nha. Đó, bởi vì là ở đây thì cứ 6 tháng là bên em sẽ có một cái liệu trình điều trị chuyên sâu. Và 6 tháng thì bên tập đoàn người ta đã chủ động người ta nghiên cứu ra những cái liệu trình chuyên sâu điều trị cho da, cũng như là những cái liệu trình chuyên sâu để giúp cho các chủ spa có thể là thay đổi những cái mà điều trị cho khách một cách nhanh hơn và bằng những cái công nghệ nó mới hơn, cập nhật đúng xu thế của trên thế giới.
chị có thấy cảm giác châm chích hay đau gì không? Có hơi châm chích, hơi châm chích đúng không? Đấy, cái da chết nó sẽ ra như thế này. Nó sẽ ra nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ lấy mỗi một lần nhá. Đây là liệu trình 4 lần. Thì mỗi một lần là dùng là chị sẽ thấy là có một lượng da nó sẽ được đẩy ra. Đấy, chủ spa nhá, mặc dù là da rất là đẹp rồi, nền da rất là đẹp rồi, nhưng mà khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì nó vẫn ra cái lớp sừng. Đấy là lý do tại làm sao mà ví dụ như các chị sử dụng sản phẩm dưỡng rất nhiều tiền, rất đắt tiền và sử dụng rất nhiều sản phẩm nhưng nó không có hiệu quả, bởi vì là nó có một cái lớp sừng như thế này để nó ngăn cản, làm cho cái dưỡng chất của các chị mà khi mà bôi nó không có thấm được vào da. Chính vì thế nên chúng ta sẽ ưu tiên đầu tiên là liệu trình peel trước. Sau khi peel xong thì chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà dưỡng, thì lúc đó thì các chị sẽ thấy cái độ hấp thụ ở trên da nó sẽ khác hoàn toàn. Chị Thảo Trang ơi, tế bào gốc mới ạ. Chị Thảo Trang ơi, tế bào gốc mới, quay mặt Tú cho chị xem mặt vì chị hay đặt hàng Tú mới biết mặt. Đây ạ, chị chị Nga Đinh ơi, Tú xinh đây. Em chào chị Nga. Tú xinh đây nha chị nhá. Đấy, tế bào gốc mới là cái loại mà gọi là B-cell, tế bào gốc mới B-cell. Nó cũng là thuộc cái dòng của, tức là cái December và B-cell nó đều là công ty con của hãng Hygiene. Tức là nó cùng một hãng, một tập đoàn dược Hygiene, nhưng mà nó sẽ chia ra làm nhiều công ty. Và cái B-cell này thì nó thuộc cái dòng gọi là sản phẩm cấp cao hơn so với December. Đó, thế nên là cái tế bào gốc của nó sẽ được làm với một cái công nghệ sử dụng chuyên cho những cái thẩm mỹ ấy. Những cái ví dụ như là những cái trường hợp mà bị cắt mắt này, cấy chỉ này, hay là những cái trường hợp thẩm mỹ xâm lấn sâu này, thì họ sẽ sử dụng cái dòng tế bào gốc mới này để họ phục hồi cho những cái da đó. Và cái liệu trình của nó là trong vòng 1 tháng. Thì đối với chị nào mà da thường xuyên bị kích ứng này, đối với chị nào mà da bị mỏng đỏ yếu, lộ mau mạch này, hoặc là những cái chị nào mà da cần tái tạo nhanh này, thì các chị sử dụng cho em một liệu trình là 4 lọ sản phẩm trong vòng 1 tháng thôi là các chị sẽ thấy cái làn da của các chị nó được tái tạo và phục hồi rồi. Đặc biệt là những cái nám kháng trị ấy, các chị cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này. Dạ, da em nám không đều màu. Chị Hiền Lê ơi, nếu như da nám không đều màu thì chị sử dụng cho em cái liệu trình peel da kết hợp với cái tế bào gốc dòng mới này đi, nó rất là ok đó chị. Em chào chị Lê Mai Trâm. À, chị Nga chào Tú nha. Tú chào chị Nga này. Dạ, em chào chị. Đó. Dạ, em chào chị Kim Khánh. Đấy, da chết nhiều không? Cái lớp sừng nó nhiều á. Thế này xong không, chị bôi tế bào gốc vào 2-3 ngày thôi. Xong rồi làm cho em cái sông mặt nhá. Làm cho em cái liệu trình sông nóng mặt. Xong bắt đầu là tẩy da chết sau 3 ngày. Sông nóng mặt là nước bình, nước sôi bình thường ấy. Không, có nghĩa là chị sông ở spa mình ấy. À, rồi nhưng mà cô cho cái gì vào? Mình rửa mặt này, mình chỉ rửa mặt xong rồi mình sông mặt bình thường. Chị có xả thì chị cho xả vào, còn nếu không bình thường thì chị sông nước bình thường cho em. Nhưng mà chị sông này nhá, sau 3 ngày chị sông đi, xong rồi chị massage mặt ấy, da của chị nó cực kỳ mịn mà nó bóng, nó căng trắng lên luôn ấy. Hôm nay làm 3 ngày sau. Hôm nay làm 3 ngày sau thì bắt đầu là 3 ngày sau bắt đầu là sông mặt và làm cái liệu trình chăm sóc da như bình thường. Còn các chị mà không đi được spa thì 3 ngày sau các chị đắp mặt nạ tơ lụa. À, chị Thảo Trang ơi, tế bào gốc mới là hơn 300 ngàn, dùng ngày đêm luôn nhé chị nhé. Cái tế bào gốc mới này thì là hơn 300 các chị ạ. Nhưng mà cái này thì nó dùng ít lắm, nó không dùng nhiều. Tức là một cái lọ này thì các chị có thể dùng được tầm khoảng 15 ngày, nửa tháng. Mỗi một ngày dùng nửa ml thôi, vì cái lượng của nó rất là đậm đặc nên là mình sẽ không có sử dụng nhiều. Dạ, em chào chị. Ôi, Mai Linh. Chị Mai Linh cũng là chủ spa ở trong Củ Chi, Hồ Chí Minh. Nhưng mà thiệt thòi là không có gần đây, thành ra là chưa ra đây được mà chuyển giao công nghệ qua online. Da sáng lên rất là nhiều. Sau khi bóc tách được cái lớp sừng của chị ra thì da của chị sáng lên rất là nhiều luôn ấy. Đó. Các chị ơi, các chị nhìn này, cái lớp sừng ở trên bề mặt da này. Đấy. Những cái da chết dầu thừa thì nó sẽ đọng vào trong này. Đó, và nó sẽ cuốn đi theo cái lớp dầu grip oil này. Các chị nhá, ví dụ như là có nhiều chị ở đây nhá, khi mà, nhưng mà em lại không có quay, tại vì là các chị ngại quay, khách hàng lên trên này ngại quay. Nhiều khi chị chủ spa nhá, thì chị ra cái lượng sừng này, nhưng có nhiều chị khách hàng ở đây còn bóc ra thành từng bóc luôn được thành như kiểu như là ấy, từng mảng luôn ấy, tại vì cái lớp sừng nó dày quá. Nó dày quá, nó không bị mỏng mà nó không bị vỡ cấu trúc giống như là cái này. Cái này của chị là lớp sừng nó ít thì mình sẽ đẩy như thế này. Còn những cái kia đó, còn bóc luôn thành từng mảng luôn ấy. Gửi chị 2 lọ tế bào gốc mới nha. Dạ ok chị Thảo Trang, chị inbox cho em số điện thoại nha. Để em gửi cho chị 2 lọ tế bào gốc mới. Chị lấy một hộp lên đi. Thấm cả lâu rồi đi.
thấm nước và nước sạch chứ không phải cái nước nước uống luôn ấy. Nước lọc lúc mà làm kim xong là không có sử dụng nước này đi. Chị trải nghiệm cái dòng sản phẩm mới này, trời ơi cực kỳ thích. Em gửi hình qua iBook chị xem ra em xài lại làm cho đẹp nhé chị. Dạ ok chị Hiền Lê, chị gửi hình qua iBook cho em đi. Em sẽ xem là loại nào mà phù hợp với da của chị. Nhưng mà theo em biết thì chị nên sử dụng loại này. Nếu như chị muốn nhanh thì chị sử dụng cho em mấy loại này. Bởi vì sao? Bởi vì cái loại này ấy là nó cái nền của nó thực vật nên nó rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là em sử dụng ấy, ví dụ như là em mới sử dụng khoảng 1 tuần chị thôi thay là ra em cực kỳ là chết rồi. Được. Em cực kỳ chị rồi. Bây giờ vẫn đang làm, vẫn đang bóc cho cô chứ. Bởi vì là cái này là đang bóc, chứ vẫn còn nhiều lắm. Hàng vàng đây. Cơ sở thẩm mỹ, cơ sở thẩm mỹ lớn ở bên Hàn Quốc. Và những cái liệu trình mà điều trị chuyên sâu, bóc tách da chuyên sâu như là tiêm, cấy rồi là xâm lấn sâu vào da ấy, thì người ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc này để phục hồi và tái tạo cho da. Nó rất là nhanh. Đó. Đây, các chị nhìn nha, sau khi mà làm xong thì chúng ta sẽ lau một lớp nước sạch này, sau đó thì chúng ta sẽ lau một lớp nước hoa hồng này. Đấy, đấy các chị nhìn, da rất là căng, rất là bóng và rất là khỏe luôn ấy các chị nhá. Đó, chị Hiền Lê cứ gửi hình qua iBook cho em, chút nữa thì em sẽ tư vấn cho chị Hiền Lê cái liệu trình phù hợp nhất nha chị yêu ha. Nhưng mà chị, các chị xác định này, cái sản phẩm này nó không phải sản phẩm lột tẩy hay bóc tách da, bởi vì các chị phải phân biệt cho em có hai cái sản phẩm. Ví dụ như bình thường nhá, các chị cứ quan niệm rằng là chúng ta thay da là chúng ta sẽ làm cho da của chúng ta nó mỏng đi, yếu đi, hay là những cái da mà nổi chỉ máu hoặc những cái da mà mình lau sạch bị mỏng rồi thì chúng ta không dám làm tiếp. Nhưng mà đây là một cái sai lầm nhá các chị yêu ha. Tại vì như thế này, cái này của nó tác động kép, tức là nó tác động bằng hai cái. Một cái là nó sẽ thay đi cái lớp sừng ở trên bề mặt da của các chị, những cái lớp mà nó ngăn cản mỹ phẩm và dưỡng ở trên bề mặt da của các chị. Và cái cấu trúc da của chúng ta có cái lớp thượng bì không, nó đã có 5 lớp rồi, nên là nó sẽ không làm mất cái cấu trúc da của các chị yêu. Cái thứ hai nữa thì một phần nữa thì khi mà nó loại đi cái lớp ở phía trên bề mặt da là lớp sừng, là lớp cần loại bỏ, lớp mà gây ra cái tình trạng mà sạm xỉn màu và lão hóa, thì ở dưới lớp trung bì và lớp đáy là lớp hạ bì thì nó sẽ có cái tăng sinh những cái lượng tế bào gốc mới để nó đẩy lên trên da để thay thế cho cái lớp cũ. Chính vì thế nên cấu trúc da chúng ta nó sẽ không bị thay đổi và da của chúng ta nó vẫn đẹp, vẫn căng, vẫn bóng, và phải tích thích như thế thì cái tế bào mới nó mới đẩy lên được. Còn nếu như chúng ta cứ để lớp sừng ở trên là cái diện tích da của chúng ta nó vẫn nguyên như vậy và chúng ta sẽ không có cái cách nào để cho những cái lớp da mới nó đẩy lên. Đó, nên chúng ta sẽ phải sử dụng cái liệu trình như vậy để thay da nhé các chị nhé. Và thay da này nó không phải là thay là lột da của các chị đâu, mà nó là cái phương pháp. Đây, em sẽ sử dụng cái tế bào gốc mới, dòng mới này để xử lý cho chị Nga luôn. Và chút nữa thì em sẽ tặng cho chị để chị về chị sử dụng. Chị sử dụng và chị test. Em sẽ tặng cho 10 chị khách hàng lẻ và 10 chị spa để test luôn sản phẩm này của bên em. Tặng không luôn ấy. Tại vì là do là em không về được số lượng nhiều á, đâm ra là em không có tặng được. Còn ví dụ như là những cái thẩm mỹ hay những cái spa lớn, người ta đã biết cái sản phẩm này và được test ở cái đợt đầu rồi ấy, thì họ đặt hàng luôn rồi. Nhưng mà bên em đang phải chia chứ không có đủ hàng để giao. Chị đang mua bộ vi kim mới với bộ kem làm trắng mờ thâm nám đang về hơn 6 triệu hết tiền rồi, em từ từ mua tiếp. À dạ rồi, ok chị, vậy thì em sẽ gửi cho chị trước 2 lọ nha. Chị Thảo Trang nha. Chị Thảo Trang inbox cho em số điện thoại lại để em có thể gửi cho chị 2 lọ này. Chị dùng vi kim, chị dùng cho em 2 cái lọ này thì là nó sẽ kết thúc cái quá trình vi kim của chị đó. Chị dùng thử đi, xong rồi chị dùng sang cái loại kia nha chị nha. Đây, sau khi mà sử dụng, sau khi mà bôi cái lớp tế bào gốc này xong ấy, thì các chị sẽ thấy là da nó rất là bóng, rất là căng. Chị có thấy nó dịu không? Đẹp lắm cả nhà ơi. Nó rất là dịu đúng không? Dịu lắm, giờ không rát nữa, dịu rồi. Nó không có hiện tượng châm chích nhỉ? Không, xong, ấn hết là xong, là không bị gì nữa cả. Vâng, nó peel nhẹ nhàng. Thế này thì mới làm được mùa hè. Và nó mới không bị tăng sắc tố chị ạ. Còn nếu mà ví dụ như peel kia nó mạnh quá thì nó dễ bị tăng sắc tố. Mới hai nữa là không làm được thời tiết mùa hè, nó nóng. Đấy. Thì cái này của nó là nó sẽ thay da cho các chị liên tiếp trong vòng 72 tiếng nhé. Ví dụ như thế này, bình thường những cái liệu trình thay da kia là khi mà các chị thấy là bong da xong là xong đúng không? Nhưng mà cái liệu trình thay da này thì nó sẽ sửa chữa tiếp cái làn da hư tổn của các chị trong vòng 72 tiếng tiếp theo. Có nghĩa là không phải là các chị nhìn thấy cái lớp da bong này là kết thúc đâu, mà nó sẽ
có những cái kim nó đẩy sâu vào dưới cái lớp da dưới của chị, sau đó thì nó sẽ tăng sinh cái lớp da mới và nó sẽ sửa chữa những cái khuyết điểm của cái da cũ liên tiếp trong vòng 72 tiếng. Chính vì thế đây là 72 tiếng đó chúng ta sẽ không dùng tẩy trang, không dùng sữa rửa mặt và không dùng kem trang để đổ nước vào, tránh cái hóa chất nước lọc cái gì để bảo vệ những cái tế bào non, những cái tế bào mới thay lên trên da của các chị đó. Tế bào gốc A cộng với tế bào gốc mới thì loại nào ok hơn chị? Chị ơi, riêng cái dòng mà tế bào gốc mới này thì nó quá ok rồi, nhưng mà vì số lượng nó về có hạn nên ra là em ấy chưa dám review cho các chị. Với hai nữa là em ưu tiên giữa chầm 3 và thẩm mỹ viện trước thế để cho họ sử dụng trong những cái liệu trình điều trị xâm lấn sâu. Còn bây giờ thì bắt đầu là còn, ví dụ như là chỉ còn một vài hộp thôi chứ cũng không có nhiều đâu, thì em sẽ tặng cho 10 spa ở đây và 10 chị để khách hàng để có thể trải nghiệm trước được cái dòng sản phẩm này. Ok thì đương nhiên là cái dòng mới là ok hơn đó chị ạ, bởi vì nó là nền của nó là bằng thực vật, còn cái nền của cái tế bào gốc cũ thì của nó là nền của nó là dạng nước, thì cái thực vật với nước thì nó sẽ khác hẳn nhau ạ, nó sẽ nhanh hơn, hiệu quả nhanh hơn. Nhưng mà cái này là tiết kiệm nha, tại vì là ví dụ như dòng cũ các chị sử dụng một tuần hết một lọ, nhưng mà cái dòng mới này là nửa tháng mới hết một lọ nha chị nha. Hôm trước em không giới thiệu tế bào gốc mới, mới mua tế bào gốc H cộng vi kim xong bôi tế bào gốc mới luôn à em, hay sau 3 ngày vi kim xong là chị bôi tế bào gốc mới luôn cho em, bôi luôn cho em cái tế bào gốc mới này luôn đó, cứ vi kim xong là chị bôi luôn cái tế bào gốc mới này cho em luôn. Nó phục hồi da cực kỳ tốt, đặc biệt đối với da yếu và da hay bị mẫn cảm thì, và cái da mà vào mùa hè này này thì các chị sử dụng cái dòng tế bào gốc mới này cực kỳ thích, thích vô cùng luôn. Chị Thu Nguyễn ơi, hôm qua em gửi hàng cho chị rồi đó. Chị Thu Nguyễn là chị Thu Nguyễn hỏi gửi hàng chưa này. Em gửi hàng cho chị hôm qua rồi chị Thu. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ chờ tầm khoảng 15 phút để nhìn cái sự thay đổi cũng như là sự biến đổi về cái làn da của chị Nga sau 15 phút. Bây giờ thì sau khi mà làm xong vi kim xong này, chúng ta ấn xong này, chúng ta sẽ lau qua bằng cái nước sạch này, rồi chúng ta sẽ lau qua một lớp nước hoa hồng này. Sau đó thì chúng ta sẽ đắp cái mặt nạ rong biển. Chỉ có sử dụng mặt nạ rong biển trong quá trình vi kim, các loại mặt nạ khác chúng ta sẽ không được phép sử dụng, bởi vì là da chúng ta đang bị xâm lấn. Thế nên là các chị sử dụng mặt nạ này để hồi phục da cũng như tái tạo da nhanh hơn nha các chị yêu ha. Tặng chị đi, ra chị có vấn đề mua nhiều tiền quá rồi, mà tí thử giúp chị mua cũng mấy chục lọ rồi. À chị ơi, các chị ơi, ở đây chị có rất là nhiều, chị mua rất là nhiều sản phẩm của em ấy rồi, em cũng muốn tặng cho tất cả các chị. Và bởi vì là số lượng có hạn đấy, nếu mà về nhiều, thực sự là nếu mà về được nhiều thì em có thể em tặng cho 20-30 chị. Những cái chị mà fan cứng của em thì em sẽ tặng hết cho các chị, nhưng bởi vì là số lượng về nó ít quá, em thậm chí em chỉ dám giữ lại có một hộp để em sử dụng thôi, đâm ra là các chị sẽ bữa này lúc nào mà em tặng quà thì các chị cứ thông báo, các chị cứ theo dõi cái livestream của em đi thì em sẽ có cái thông báo, sau đó thì em sẽ tặng quà theo cái hình thức là bốc thăm nha, để cho nó khách quan nha các chị yêu. Chị xem tế bào gốc mới nào. Đây chị Thiện Tâm ơi, cái tế bào gốc mới đây, cái nền của nó là nền thực vật, thế nên là nó có màu xanh này. Chị Tú đưa cho em cái tờ catalog ấy. Cái nền thực vật đây là có màu xanh. Chị lấy thêm chai tế bào gốc mới nha. Dạ ok chị, ôm Mai Linh, em sẽ ưu tiên cho spa. Đây, cái này của nó là Be Young Forever, tức là trẻ đẹp mãi mãi với thời gian. Sản phẩm trị liệu chuyên sâu, tức là dòng sản phẩm tế bào gốc mới này nó thuộc dòng sản phẩm trị liệu chuyên sâu cho của tập đoàn Hygin. Tập đoàn Hygin thì nó sẽ có rất nhiều công ty con, trong đó có Desembu, nó có Micell và nó có rất nhiều công ty con, thì cái dòng này thuộc dòng sản phẩm trị liệu chuyên sâu. Đó, thì cái dòng này của nó đây này. Đấy, chị nào mà làm spa thì có thể là em sẽ photo cho chị một cái tờ này, bởi vì cái catalog này ở bên hãng người ta gửi về vừa mới dịch sang tiếng Việt ấy, nên là cái số lượng nó có hạn, thì em sẽ gửi cho các chị để các chị có thể là phục hồi da cũng như là hỗ trợ cho các chị, để cho các chị có thể xử lý được cái da của mình một cách nhanh hơn. Cái này của nó có thành phần tái tạo này, thành phần phục hồi này, thành phần dưỡng trắng và thành phần ngăn ngừa lão hóa và thành phần chị Mai Linh là ở Củ Chi, Hồ Chí Minh. Chi mới cả Hóc Môn hơi xa. Em đã mua A cộng với vi kim, bây giờ em muốn mua thêm tế bào gốc mới thì dùng như thế nào chị? Chị Moon Mail ơi, bây giờ nhá, chị mua A cộng rồi với vi kim rồi thì chị có thể dùng tế bào gốc mới. A cộng là chị dùng vào ban đêm, còn tế bào gốc mới này chị dùng vào ban ngày cho em Huế nha. Chị kết hợp cho em hai cái loại tế bào gốc đó, chị vẫn còn mấy lọ tế bào gốc cũ á. Dạ chị Loan Nguyễn ơi, nếu như mà mình muốn điều trị da nhanh thì mình có thể là sử dụng cái dòng tế bào gốc mới này trong liệu trình vi kim, còn tế bào gốc cũ là mình dùng dưỡng như bình thường nha chị nha. Mình không phải bỏ đâu ạ. Dạ em chào chị Vương Đoàn.
chị ở quận Tân Bình. Dạ chị Hoàng Lan ơi, ở quận Tân Bình à chị, chút nữa thì em sẽ lọc cái danh sách spa ở các quận ở Hồ Chí Minh em gửi cho chị, xem là chị tiện ở khu vực nào thì chị sẽ liên hệ với spa ở khu vực đó để làm nha chị nhá. Mình sẽ không xoay không gì cả. Chị không, chị có còn cảm giác gì nữa không? Có châm chích, có ấn tay giờ thì hơi châm chích, không ấn tay thì không. Đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái kim ấy nó vẫn hoạt động liên tiếp trong vòng 72 tiếng và nó chưa tan. À, những cái phần kim còn lại, một phần nó tan thì nó tan ra thì nó sẽ cuốn theo những cái bã nhờn và những cái da chết kia, còn lại thì những cái kim còn lại nó sẽ xuống sâu ở dưới da, sau đấy nó tan trong vòng 72 tiếng thì nó tái sinh cái lớp da mới lên đấy. Thế này cái liệu trình peel kép này nó mới an toàn là như thế, nó không lột tẩy giống như là những cái liệu trình mà bong da hay trong thay 3 da ngày là xưa. Không dùng gì, không dùng sữa rửa mặt, không dùng tẩy trang, không dùng cái gì hóa chất động vào, mà chỉ dùng tế bào gốc và kem chống nắng cho em đấy, xong rồi dùng nước sạch để rửa và nước hoa hồng. À, thì vẫn dùng được. Còn không? Còn chống nắng á? Cái gì ấm? Chống nắng. Cho em một bộ hồi phục nhé. Dạ ok chị Quế Thanh, số điện thoại của chị Quế Thanh, bên em sẽ liên lạc với chị luôn nha chị nhá. Dùng cái tế bào gốc hồi phục này sướng vô cùng luôn nhá chị Quế Thanh nhá. Dùng cái tế bào gốc này này sướng kinh khủng, kinh khủng luôn. Chị dùng cái em ấy dùng tầm khoảng một tuần mới được một tuần thôi. Thực ra cái sản phẩm này nó về được 10 ngày nhưng phải chia ngay cho spa và thẩm mỹ, bởi vì là họ dùng cái không liên mạch rất là lâu. Và cái đợt trước ấy về là em chia cho spa và thẩm mỹ mà quên mất. Thế nên không có giữ lại, nhưng mà cái đợt vừa rồi về thì là em giữ lại một lọ để em sử dụng và cực kỳ là thích vô cùng luôn. Đó, và các spa và các thẩm mỹ thì họ phản hồi là rất là nhanh. Cái dòng sản phẩm tế bào gốc này nó rất là nhanh. Dùng những các liệu trình bình thường thôi, chứ vi kim lan kim xong mà mình phải dùng cái tế kem chống nắng tế bào gốc RF mà hết kem chống nắng rồi. Ví dụ mà khách hàng mà làm cái vi kim này thì mình phải bán cho họ một cái kem chống nắng. Nếu mà có kem chống nắng EGF là tốt nhất. Còn nếu mà trong trường hợp bởi vì bên đang hết hàng thì chị có thể là sử dụng cái kem chống nắng mà vật lý ấy, cái dòng kem chống nắng kia cũng được, cái kem chống nắng vật lý mà cái loại xanh xanh kia cũng được. Đấy. Khi mà bôi tế bào gốc hoặc là kem chống nắng cho khách xong mình thường thoa vào tay cho nên da tay của mình rất đẹp, rất đẹp. Tức là sơ muối á. Cảm ơn. Rất đẹp là đẹp luôn, da đẹp, da đẹp đúng không? Chị có thể ngồi dậy để giao lưu với các chị.